cùng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương phim 4.0. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những bộ phim cổ trang hiện đang được mong chờ nhất trong năm 2020. Cô Thành Bế, các bạn có đang mong chờ bộ phim này? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây. Phim truyền hình Cô Thành Bế do đạo diễn của phim Minh Nan Truyện là Trương Khai Trụ chỉ đạo. Bộ phim kể về Hoàng đế Bắc Tống Triệu Trinh do Vương Khải thủ vai, phát hiện ra mình không phải là con ruột của Thái Hậu, mà là con của tỷ lữ bên người Thái Hậu năm đó, Lý Lan Huệ. Cảm thấy hổ thẹn, Triệu Trinh gả người con gái mình yêu thương nhất là công chúa Huy Nhu do Nhậm Mẫn thủ vai cho Lý Vĩ. Trong triều đình, hai bên tân chính đại thần và cựu thần đối chọi gay gắt, đấu đến phong vân biến sắc. Triệu Trinh trị quốc như cầm cân, phải cân nhắc các thế lực khắp nơi, dốc hết sức lực vì quốc sự. Huy Nhu lại có tình cảm sâu đậm với nội thị cùng mình lớn lên Na Hoài Cát, chán ghét Lý Vĩ, chất phát tầm thường, xung đột với nhà chồng. Làng không màng tất cả, đã phá vỡ hết quy củ quốc gia, khắp nơi ào ào tiếng phê bình. Triệu Trinh giằng xé giữa con gái và quan niệm trị quốc đến khổ sở, cuối cùng công chúa cả đời cũng không thể gặp lại Hoài Cát. Trong phim, Vương Khải vào vai Tống Nhân Tông. Tống Nhân Tông Triệu Trinh bị hoàng đế thứ tư đời Bắc Tống, biết nghe lời can gián, không ưa xa xỉ, không phóng túng, chỉ duy nhất đối lập với các đại thần vì thương con gái, công chúa Huy Nhu. Giang Sơ Ảnh vào vai Tào Hoàng Hậu, hoàng hậu thứ hai của Tống Nhân Tông, hoàng hậu xuất thân tướng môn, tướng phụ Tào Vân, là khai quốc công thần của Bắc Tống, làng tính tình hiền lành, nhân hậu, tiết kiệm, xử sự cẩn thận, thế nhưng dưới gối lại không có con gái. Nhậm Mẫn vào vai Triệu Huy Nhu, Phúc Khang công chúa, ái nữ của hoàng đế, Huy Nhu là trưởng nữ của Tống Nhân Tông, từ nhỏ đã được phụ hoàng hết lòng yêu thương, làng thông minh, xinh đẹp, phân rõ thiện ác, rất hiếu thuận với phụ hoàng. Vương Sở Nhiên vào vai Trương Quý Phi, tần phi được sủng ái nhất của Tống Nhân Tông, dung mạo xuất chúng. Sau khi qua đời, được phong làm Ôn Thành Hoàng hậu. Lưu Quân trong vai Phạm Trọng Yêm, đây là nhân vật có thế lực khủng nhất trong phim, với nỗ lực không ngừng nghỉ, cố gắng gồng gánh một triều đình đổ lát. Bộ phim do chính Ngọ Dương Quang và Trung Hối đồng sản xuất, hiện chưa có lịch phát sóng chính thức, tuy nhiên dự kiến sẽ được công chiếu vào đầu năm 2020. Các bạn fan hâm mộ yêu mến, các bạn có đang mong chờ tác phẩm điện ảnh siêu hấp dẫn này? Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.